NATO cảnh báo các nước thành viên không bắn hạ tên lửa Nga. Phát ngôn viên NATO cho hay liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga. Kiev đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga xuất hiện trong không phận của mình, do lực lượng phòng không của Ukraine đã bị suy yếu. Thậm chí Kiev đã ký một hiệp ước an ninh về vấn đề này với Ba Lan hồi tháng 7. NATO không phải là một bên tham gia vào cuộc xung đột và sẽ không trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột này. Hãng thông tấn Tây Ban Nha Euro-Beret dẫn lời phát ngôn viên NATO nhấn mạnh trách nhiệm của khối là ngăn chặn leo thang căng thẳng. Phát ngôn viên NATO nói thêm, mặc dù mỗi thành viên trong khối NATO đều có quyền bảo vệ không phận của mình, nhưng họ nên tham khảo ý kiến chặt chẽ với những bên khác vì động thái như vậy có thể ảnh hưởng đến toàn bộ NATO. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã tán thành ý tưởng bắn hạ các mục tiêu của Nga trên bầu trời Ukraine. Khi tên lửa đối phương tiến vào không phận của chúng tôi, đó sẽ là hành động tự vệ hợp pháp. Bởi một khi chúng bay vào không phận của chúng tôi, nguy cơ mạnh mẽ khiến ai đó bị thương là rất lớn. Tư cách thành viên NATO không quan trọng hơn trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ không phận của mình. Đó là nghĩa vụ theo hiến pháp của chúng tôi, ông Sikorski nói. Warsawa và Kiev đã ký hiệp ước quốc phòng vào tháng 7, trong đó có các cuộc thảo luận nhằm xem xét cơ sở lý luận và tính khả thi của khả năng đánh chặn tên lửa và UAV của Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định điều này sẽ không được thực hiện nếu như không có sự chấp thuận từ phía NATO. Còn theo ông Misha Wela, Phó Tổng Thư ký sắp mãn nhiệm của NATO, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tôn trọng chủ quyền của mọi thành viên trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng các nước cần tham vấn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ra hậu quả cho toàn khối. Ông Zena nói thêm, NATO phải làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine nhưng cần tránh leo thang căng thẳng. Cũng theo Eurobarometer, hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận về kế hoạch xây dựng đa chắn phòng không với các quan chức NATO tại Bruxelles.